Thưa quý vị, hiện nay tại các thành phố lớn nơi có tốc độ phát triển kinh tế nhanh thì các tòa nhà văn phòng khu phức hợp được nhiều nhà đầu tư khai thác và được đưa vào sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Chính vì thế, thay vì quản lý vận hành tòa nhà theo cách truyền thống, nhiều đơn vị vận hành và doanh nghiệp bất động sản đã ứng dụng công nghệ để việc quản lý vận hành được hiệu quả, toàn diện và khoa học hơn. Vậy các chủ đầu tư đã áp dụng giải pháp hiện đại nào để thay đổi phương thức quản lý truyền thống trước đây? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Có thể thấy việc quản lý tòa nhà bằng phương pháp thủ công gặp một số hạn chế như không thể minh bạch tài chính, dễ sai sót khi tính phí dịch vụ. Việc có quá nhiều dữ liệu cần quản lý thì tập trung ở những bộ phận phòng ban khác nhau, dẫn tới dữ liệu dễ bị phân tán và rải rác nhiều nơi. Điều này khiến cho doanh nghiệp quản lý vận hành rất khó có thể kiểm soát được những thông tin và dữ liệu trong tòa nhà. Vì vậy, để giải quyết tình trạng này, nhiều doanh nghiệp đã quyết định lựa chọn sử dụng phần mềm quản lý vận hành tài sản tòa nhà của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Vimitech. Phần mềm quản lý vận hành tài sản tòa nhà, văn phòng, khu phức hợp Vimitech giúp quản lý tổng hợp dữ liệu tòa nhà, thống nhất trên cùng một hệ thống. Từ đó tối ưu được dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp và hiệu quả, kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý yêu cầu của khách hàng, sự cố trong tòa nhà nhanh chóng nhất. Chúng tôi đã cung cấp những cái hệ thống mà báo cáo chi tiết hỗ trợ cho từng cái nghiệp vụ trong vận hành quản lý tòa nhà. Hai nữa về cái lĩnh vực quản lý vận hành thì chúng tôi sẽ cung cấp những các cái cảnh báo cho các cái cán bộ kỹ thuật về cái lịch bảo hành bảo trì. Quản lý ngân sách thì chúng tôi sẽ cung cấp công cụ để nhân viên quản lý tòa nhà có thể theo dõi được cái tình hình mà chi ngân sách của tòa nhà. Một cái sản phẩm nó cũng là đính kèm thêm của phần mềm, mà cái này là của hoàn toàn của Vimitech phát triển, là hệ thống phần cứng tự sinh ra cái mã QR code động. Thì cái mã QR code này sẽ giúp hệ thống xác định rõ là cái vị trí mà của cái tài sản kỹ thuật đấy. Vimitech thành lập dựa trên sự hợp tác của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tòa nhà và công nghệ thông tin. Với 3 văn phòng trải dài trên khắp cả nước, Vimitech đã triển khai thành công cho nhiều khách hàng và doanh nghiệp, tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước. Bằng kinh nghiệm và uy tín về chất lượng, Vimitech tự hào là đơn vị cung cấp phần mềm cho nhiều khách hàng là những tập đoàn lớn. Phần mềm được Công ty Quản lý Tài sản Viettel sử dụng quản lý hơn 800 tòa nhà Viettel trên toàn quốc. Công ty quản lý tài sản TaiSayVN ứng dụng quản lý nhiều loại hình dự án như văn phòng, trung tâm thương mại, villa. Chủ đầu tư Trần Anh Long An quản lý vận hành 4 khu đô thị với diện tích hàng chục hecta. Ngoài ra còn nhiều dự án đã ứng dụng thành công giải pháp của công ty Vimitech. Đối với chúng tôi là trong vai trò ban quản lý cho các chủ đầu tư thì từ kinh nghiệm của cá nhân mình, phần mềm Vimitech là một công cụ cực kỳ hiệu quả, không phải chỉ cho các ban quản lý mà còn cho chủ đầu tư, bởi vì ban quản lý chúng tôi có thể quản lý từ xa tất cả các hoạt động của dự án, của các cái tòa nhà, tài sản và của khách thuê. Họ có thể kiểm soát được tất cả những yêu cầu đặt ra đối với ban quản lý nhanh gọn qua các cái hình thức mobile như app để đáp ứng được yêu cầu của họ hàng ngày. Bên cạnh đó, Vimitech đã nghiên cứu phát triển thành công thiết bị sinh mã QR code ứng dụng trong quản lý vận hành tòa nhà như xác định đúng vị trí thời gian bảo hành bảo trì thiết bị, tra cứu thông tin thiết bị, hỗ trợ cập nhật chỉ số điện nước chính xác. Với sự sáng tạo không ngừng, cùng đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, Vimitech đã và đang khẳng định mình trên thị trường phát triển và cung cấp phần mềm hỗ trợ quản lý. Trong thời gian tới, Vimitech phấn đấu trở thành công ty chuyên về phần mềm quản lý vận hành tài sản tòa nhà hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.